Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Đầu năm mua gì để lấy may mắn, rước lộc, xua đuổi được tà dữ vào nhà. Người xưa vẫn quan niệm về việc chọn món đồ mua đầu năm khá quan trọng. Những vật dụng sẽ mang lại may mắn, tài lộc. Hẳn ai cũng đã nghĩ tới câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vui. Điều này gắn liền với hai tập tục của người Việt. Thứ nhất, đấy là mua muối. Hẳn ai cũng đã biết tới câu là đầu năm mua muối, cuối năm mua vui mà tôi đã vừa mới nói ở trên. Điều này gắn liền với cái tập tục của chúng ta trong cái năm mới này. Và người xưa quan niệm muối là thứ chống xú uế, xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình, cầu mong kinh tế thuận buồm xuôi gió. Tục mua muối đầu năm còn có ý nghĩa là cầu mong cái sự đậm đà trong gia đình, tình cảm gắn bó keo sơn giữa các cái thành viên trong gia đình của mình. Và người dân Việt Nam thường mua muối vào cái ngày, vào ngay cái thời khắc giao thừa sáng mùng một Tết. Tiếng những người giao muối cũng trở nên rất đổi quen thuộc với người dân Việt Nam, nhất là người Hà Nội. Người bán sẽ đong một bát đầy, có ngọn chứ không gạt ngang miệng bát, bởi người ta cho rằng mua muối có ngọn mới mang lại sự đầy đủ, trọn vẹn và nó ấm cả năm. Còn gạt ngang miệng bát, sợ sẽ mất lộc, vơi đi cái sự mặn mà. Người mua cũng chẳng mặc cả kỳ kèo, khi mua thì chỉ một bát nhưng sẽ trả đồng tiền tương ứng cho một, hai cân muối để cầu may. Và ngay tại các cái đình chùa vào sáng mùng một Tết thì bên cạnh hoa quả, vàng mã, đèn hương, người ta thường bày bán muối để sau khi đi lễ Phật mua một gói muối với hy vọng là một năm mới mọi việc tốt đẹp và may mắn. Tiếp theo nữa là mua lửa. Ngoài việc mua muối vào ngày mùng một đầu năm thì nhiều người còn mua thêm lửa. Theo quan niệm truyền thống thì lửa sưởi ấm, mang lại cái sự ấm áp hạnh phúc cho gia đình. Mua lửa mang đến nhiều may mắn nên người ta thường mua diêm, mua lửa và mua bật lửa đầu năm để mong muốn năm đó có nhiều may mắn và tài lộc đến cho gia đình. Vì thế mà những ai mua bật lửa, diêm hoặc được người thân, bạn bè, đối tác tặng hai món đồ vật này thì người đó hy vọng vào một năm mới nhiều điềm lành, gia đình êm ấm, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và đón nhiều tài lộc. Thứ ba, đấy là mua vàng. Theo quan niệm từ xa xưa, mùng 10 Tết là ngày vía thần tài, nên là mọi người thường đi mua vàng để cầu may mắn đầu xuân cho nguyên một năm tiền bạc rủng rỉnh. Những cái hình ảnh khách hàng xếp hàng rồng rắn chờ đợi mua nhẫn vàng miếng, vàng trang sức trong ngày này không còn là gì hiếm thấy nữa. Có người chờ đợi cả tiếng đồng hồ nhưng ai nấy đều vui vẻ. Thông thường chỉ mua được 0,5 đến 1 chỉ vàng lấy may, nhưng qua đó thể hiện cái ước nguyện của mỗi người về một năm tài lộc, làm ăn may mắn. Và để tránh mua phải vàng giả thì khi đi mua vàng trong ngày vía thần tài, chú ý chọn cửa hàng có tên tuổi, có uy tín, có nhiều mẫu mã đa dạng để lựa chọn. Lưu ý là giấy mua bán rõ ràng. Và cái cuối cùng đấy là cái xin chữ. Bên cạnh cái tục khai bút đầu năm thì người Việt còn có cái thói quen là xin chữ và cho chữ vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là một cái việc làm mà mang nhiều cái ý nghĩa văn hóa của dân tộc ta. Bên cạnh cái tục mà khai bút đầu năm thì người Việt còn có cái thói quen là xin chữ và cho chữ vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc này. Theo các cái nhà nghiên cứu thì xin chữ đầu năm mang cái ý nghĩa tốt đẹp, là người dùng chữ biết trân quý giá trị của chữ, cũng là ước vọng xin cái may mắn, cái phúc đức mang về nhà trong cả năm đó may mắn và tốt lành. Đôi khi xin chữ cho con trẻ cũng mang cái ý nghĩa là dạy bảo, răn đe con cháu trong nhà sống trong đúng như cái ý nghĩa của mỗi con chữ xin về. Thông thường thì người ta thiếu cái gì thì xin cái chữ đó. Quý vị thân mến, trên đây thì quý anh chị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về những cái tục lệ đầu năm mới của dân tộc ta, là nên mua gì, nên xin gì để cả năm gặp được nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì,
Xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.